Cách làm một đôi tất đẹp từ đồ cũ. Mọi người đã vứt bỏ hết những bộ quần áo ấm nhỏ của các bé chưa? Nếu chưa, chúng ta có thể làm một vài đôi tất ấm. Hãy lấy một đôi tất mà chúng ta đang mặc, sau đó sắp xếp nó đẹp đẽ. Phần trước là phần miệng tất. Bạn có thể chọn làm dài hoặc ngắn tùy ý. Dùng bút để đánh dấu một vòng tròn để làm viền tất. Sau đó, cắt theo vòng tròn đó. Tiếp theo, phần trên của tất. Bạn cũng sẽ dùng cùng cách, đánh dấu vòng tròn và cắt theo. Bắt đầu từ phần gót chân, kéo ra một hình cung, sử dụng máy may để may chất liệu có giãn. Đối với phần chân tất, hãy bọc giấy băng dính quanh góc chân vịt. Đặt mặt trước của tất và mặt đáy tất đối mặt và may chúng lại với nhau. Khi may xong, đảo ngược lại là bạn đã có đôi tất ấm. Bạn đã học được chưa? Lưu lại khi cần nhé!